Chi tiết thông số hai bản giá rẻ của Beijing X7 sắp bán tại Việt Nam, cắt nhiều option để giá ngang Creator và Kia Seltos. Để có giá bán dễ tiếp cận, hai phiên bản Standard và Deluxe của Beijing X7 bị cắt nhiều trang bị so với phiên bản Premium. Theo giới tư vấn bán hàng, phiên bản giá rẻ của Beijing X7, Standard và Deluxe chính là hai phiên bản MT và Elite mà hãng chào bán ở thời điểm mới ra mắt thị trường Việt Nam. Tuy nhiên, mức giá đã tăng từ 528 triệu đồng lên 608 triệu đồng đối với bản Standard và từ 658 triệu đồng lên 688 triệu đồng đối với bản Deluxe. Điều này không khó hiểu, bởi phiên bản Premium cũng đã tăng từ 688 triệu đồng lên 758 triệu đồng sau hơn 2 năm mở bán tại thị trường Việt Nam. Trước đó, đại lý cho biết xe có thể giao tới tay người tiêu dùng ngay trong tháng 1, nhưng Tết Nguyên đán đã đến gần, lịch giao xe có thể sẽ được lùi lại. Về trang bị, cả 3 phiên bản sử dụng chung khối động cơ tăng áp 1.5 lít cho công suất 185 mã lực tại 5.500 vòng trên phút và mô men xoắn 275 Nm tại 1.500 đến 4.500 vòng trên phút, kết hợp hệ dẫn động cầu trước. Hai bản cao cấp Deluxe và Premium dùng hộp số tự động 7 cấp ly hợp kép, riêng bản Standard dùng hộp số sàn 6 cấp. Xe có 3 chế độ lái, Eco, Normal và Sport. Để có giá bán dễ tiếp cận, đương nhiên hai bản Standard và Deluxe thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản Premium. Cụ thể, cả hai phiên bản này thiếu gói hỗ trợ lái xe thông minh, gói chìa khóa thông thái, gói Magic Box, sạc không dây, đỗ xe chủ động toàn cảnh, tầm nhìn thông minh, camera lùi và cảm biến phía trước. Công nghệ an toàn chỉ có ABS, EBD, BA, cân bằng điện tử, hỗ trợ lên trên xuống dốc, phanh tay điện tử, giữ phanh tay tự động, cảm biến sau, 4 túi khí, ít hơn 2 túi khí so với Premium, cảnh báo quá tốc độ, đèn cảnh báo phanh khẩn cấp, kiểm soát áp suất lốp. Nội thất bên trong bọc nỉ, ghế chỉnh cơ, để nổ nút bấm, điều hòa chỉnh cơ có lọc không khí. Màn hình giải trí trung tâm vẫn là loại 12,3 inch, nhưng cụm đồng hồ chỉ có kích thước 7 inch. Trong khi cụm đồng hồ trên bản Premium là loại full LCD kích thước 12,3 inch. Ở bên ngoài, đèn pha full LED loại đơn giản có thể trình độ cao, nhưng thiếu tính năng bật trên tắt tự động. Cùng với đó là đèn định vị ban ngày, đèn hậu và đèn phanh trên cao đều sử dụng LED. Tay nắm cửa tàng hình tự động, đèn chiếu sáng trên cửa và đèn chào mừng logo đều bị lược bỏ. Hai bản giá rẻ phù hợp với những khách hàng có nhu cầu sử dụng cơ bản, hoặc kinh doanh dịch vụ vận tải, có mong muốn tối ưu chi phí. Cùng tầm giá 608 triệu đến 688 triệu đồng của Beijing X7 Standard và Deluxe, trên thị trường hiện có Hyundai Creator và Kia Seltos. Tuy nhiên, hai mẫu xe hàn nằm ở phân khúc SUV cỡ B, trong khi Beijing X7 vốn thuộc phân khúc SUV cỡ C, sở hữu kích thước ngang ngửa Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson.